Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ, hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Ngày 11 tháng 4, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình. Hình phạt tổng hợp của 3 tội là vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham mô tài sản và đưa hối lộ. 85 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến tù chung thân. Về phần dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, tương đương 673.849 tỷ đồng. Về án phí, tòa tuyên mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu hơn 673 tỷ đồng án phí dân sự sơ thẩm. Các bị cáo Nguyễn Cao Trí, Dương Tấn Trước, Nguyễn Thanh Tùng phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định. Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị cáo Nguyễn Thanh Tùng và công ty dầu khí Phương Đông bồi hoàn lại số tiền 443 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Cao Trí nộp lại 1.000 tỷ đồng. Bị cáo Dương Tấn Trước nộp lại 2.204 tỷ đồng và số tiền này sẽ khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án. Chuyển toàn bộ số tiền của các bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả cho SCB để khắc phục hậu quả của vụ án. Buộc các bị cáo đã được bị cáo Lan cho, thưởng phải nộp lại toàn bộ tiền, cổ phiếu để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Lan trong vụ án. Giao cho SCB tiếp tục quản lý, xử lý đối với 1.122 mã tài sản đang được thế chấp cho SCB để đảm bảo cho 1.243 khoản vay. Hợp đồng tín dụng còn nợ trong nghĩa vụ nợ của vụ án. Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử buộc công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là 2.882 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án. Buộc công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát nộp lại 2.355 tỷ đồng, công ty TNS Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại hơn 6.095 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án. Tiếp tục kê biên đối với 76 bất động sản tại huyện Nhân Trạch, Đồng Nai và giao cho C03, Bộ Công an làm rõ hành vi sai phạm các đối tượng đứng tên hộ cho bị cáo Lan. Giao lại các bản chính, 143 bản chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại xã An Nhật Tân cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An. Sau khi hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân tái định cư để khắc phục hậu quả cho bị cáo Lan. Tịch thu 5,2 triệu đô la Mỹ của bị cáo Đỗ Thị Nhàn để xung công quỹ nhà nước. Tòa cũng tiếp tục kê biên, tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ. Đối với các tài sản, khoản tiền mà hội đồng xét xử xác định để đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án này và vụ án giai đoạn tiếp theo, nhưng ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo, phát hành trái phiếu. Tóm tắt diễn biến phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đem ra xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Bị cáo Trương Mỹ Lan được xác định là người cầm đầu, chủ mưu, đã phủ nhận mọi cáo buộc, thao túng Ngân hàng SCB để phục vụ mục đích riêng. Bà Lan đưa ra nhiều quan điểm lý giải không thao túng SCB, không chiếm đoạt tiền SCB mà đưa tài sản của gia tộc, người thân bạn bè để tái cơ cấu SCB nhưng thất bại. Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát đánh giá bị cáo Trương Mỹ Lan từng bước nắm giữ, chi phối đến 91,5% cổ phần SCB, là người thực tế có quyền lực chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB, tuyển chọn, bố trí nhân sự chủ chốt tại SCB. Từ đó, Trương Mỹ Lan sử dụng SCB như là công cụ tài chính, huy động vốn từ các tổ chức cá nhân, rồi sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, lập hồ sơ vay khống, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, rút tiền SCB sử dụng cho mục đích cá nhân. Trong suốt một thập kỷ từ năm 2012 đến 2022, Ngân hàng SCB đã phê duyệt và giải ngân hơn 2.500 khoản vay cho nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan với tổng số tiền lên đến hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 93% tổng số tiền cho vay của ngân hàng. Tính đến năm 2022, nhóm này vẫn còn 1.284 khoản vay chưa thanh toán, với số dư nợ tại SCB lên tới hơn 677.000 tỷ đồng, bao gồm gần 484.000 tỷ đồng tiền gốc và 193.000 tỷ đồng tiền lãi. Những khoản vay này được xem là khó có khả năng thu hồi. Bị cáo Trương Mỹ Lan không chỉ nổi tiếng với các hành vi phạm tội, mà còn là một người nổi bật trong các hoạt động từ thiện và phòng chống dịch COVID-19.
bà đã nhận huân chương lao động hạng 3 từ Chủ tịch nước cùng với 31 bằng khen từ Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, Trương Mỹ Lan đã phạm nhiều tội danh đặc biệt nghiêm trọng, bao gồm việc tổ chức và thực hiện chuỗi hành vi phạm tội một cách bài bản và gian dối trong suốt một thời gian dài, qua đó chiếm đoạt gây thiệt hại lớn cho nhà nước, nhân dân và SCB. Bị cáo đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để thực hiện các hành vi phạm tội này, bao gồm việc thực hiện các hành vi phạm tội có tổ chức, phạm tội từ 2 lần trở lên và sử dụng các thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình cho bà về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và từ 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cùng với đó, trong giai đoạn thanh tra ngân hàng SCB, 18 bị cáo thuộc đoàn thanh tra, tổ giám sát của ngân hàng nhà nước và lãnh đạo cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng cũng đã nhận tiền của SCB để bưng bít sai phạm, che giấu thực trạng tài chính yếu kém của ngân hàng. Trước tòa, hai bị cáo chủ chốt trong nhóm này là Đỗ Thị Nhàn và Nguyễn Văn Hưng đã có cuộc tranh luận về vai trò và trách nhiệm của mỗi người trong các sai phạm đã xảy ra. Đối với 66 bị cáo khác làm việc tại SCB và các tổ chức liên quan, họ đều thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng. Trong số này có 60 bị cáo làm việc trực tiếp tại SCB, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, trong đó 2-3 người giữ chức vụ quản lý cấp cao. Viện Kiểm sát đánh giá, họ đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt một số tiền lớn từ ngân hàng và đề nghị án chung thân cho 3 cựu lãnh đạo cấp cao của SCB. Bị cáo Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB đã trốn truy nã và xét xử vắng mặt, được cáo buộc ký hợp thức hồ sơ 479 khoản vay giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 189.000 tỷ đồng và gây thiệt hại hơn 142.000 tỷ đồng. Bị cáo Bùi Anh Dũng và Võ Tấn Hoàng Văn cũng có những hành vi tương tự giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền lớn từ SCB và gây thiệt hại nặng nề cho ngân hàng. Đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn, Viện Kiểm sát đề nghị án chung thân do nhận hối lộ lên tới 5,2 triệu USD. Bị cáo Nhàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ, nhưng vẫn cần một mức án nghiêm khắc do hậu quả đặc biệt lớn mà vụ án đã gây ra. Các bị cáo còn lại trong vụ án được đề nghị án từ 3 năm tù treo đến 24 năm tù, với 15 bị cáo được đề nghị án treo, tùy theo mức độ phạm tội và vai trò cá nhân trong các hành vi sai phạm. Nỗi sợ hãi thường trực của cựu chủ tịch Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan. Trước đây, gia đình bị cáo luôn được sum vầy, đoàn kết bên nhau. Nay vụ án xảy ra, nhiều người đi tù, gia đình tan nát mỗi người một ngã. Không biết còn có cơ hội gặp nhau nữa hay không, có được cùng nhau ăn chung với nhau một bữa cơm nữa hay không. Trên chiếc xe tù dẫn giải từ tòa án về trại giam, tôi chỉ ngước mắt nhìn những người thân bên lề đường. Đây là những lời sau cùng tại phiên tòa sơ thẩm đầy nước mắt của bị cáo Trương Mỹ Lan trước hội đồng xét xử, trước khi phiên tòa bắt đầu phần nghị án và tuyên án vào ngày 11 tháng 4. Trong suốt những ngày diễn ra phiên tòa, bị cáo Lan luôn nghiêm túc và tự nhận trách nhiệm của bản thân về hành vi vi phạm quy định cho vay của các tổ chức tín dụng. Nhưng bà Lan vẫn mong muốn, kính xin hội đồng xét xử không xem bị cáo như là người cầm đầu, chủ mưu trong vụ án này. Sự thất bại trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng SCB khiến cho tim bị cáo như bị rỉ máu. Không phải bị cáo làm dở, bị cáo đã làm hết sức mình, đặt mọi tâm huyết công sức của cá nhân, gia đình, bạn bè trong và ngoài nước vào ngân hàng SCB. Bị cáo không tin là đại diện Viện Kiểm sát đã cáo buộc mình là người thâu tóm, chủ mưu, cầm đầu và chi phối ngân hàng SCB. Là một doanh nhân nên hiểu biết pháp luật chắc chắn hạn chế, làm sao hiểu được những cáo buộc, hành vi mà Viện Kiểm sát đã truy tố. Một lần nữa, bị cáo Lan tha thiết xin hội đồng xét xử xem xét lại tội danh và cung cấp bằng chứng về tội tham ô tài sản, đề nghị xem xét lại các doanh nghiệp hiện nay đang vay tại SCB. Nằm trong 1.284 khoản vay với khoảng 300.000 tỷ không thuộc trách nhiệm của mình, bà Lan trình bày. Gia đình bị cáo tuy là người Việt gốc Hoa, nhưng bản thân chỉ có một quốc tịch Việt Nam. Sau thống nhất, gia đình đã toàn tâm toàn ý gây dựng cơ nghiệp. Bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều để rồi hôm nay đối diện với bước ngoặt định mệnh, bị đề nghị án tử hình. Vì sự thiếu hiểu biết pháp luật và không đo lường được lòng người, vì bị cáo tin và hy vọng có thể thực hiện được đề án tái cơ cấu thành công ngân hàng SCB, bị cáo đã vận động bạn bè, gia đình, người thân trong và ngoài nước đã mang tiền bạc công sức vào đề án tái cơ cấu này. Bị cáo vẫn giữ vững niềm tin và hy vọng đây là phiên tòa thượng tôn pháp luật, khách quan. Bị cáo và gia đình xin ghi nhận sự tận tâm của các luật sư trong suốt mười mấy tháng qua. Khi trở về trại tạm giam, hàng đêm bị cáo Trương Mỹ Lan luôn day dứt một câu hỏi: vì sao bản thân và gia đình phải lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế này? Bị cáo vẫn nhớ rõ vào đêm bị bắt tạm giam, nhớ rõ từng ngày trong trại tạm giam, những tháng ngày phải chịu những cái rét của mùa đông miền Bắc hay những ngày nóng bức của phía Nam, bà Lan chua xót cho biết.
Có nhiều lúc tuyệt vọng, bị cáo đã từng nghĩ đến cái chết. Chết vì tức, vì đã dấn thân mình vào thương trường, bị cáo nghĩ hoàn cảnh chồng và cháu cũng đang bị tạm giam như muối xác vào lòng, bị cáo Trương Mỹ Lan nghẹn ngào. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.